Trong lòng mẹ, trích những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. Tôi đã bỏ cái khăn tang bằng vải màn ở trên đầu đi rồi, không phải đoạn tang thầy tôi, mà vì tôi mới mua được cái mũ trắng và quấn băng đen. Gần đến ngày giỗ đầu thầy tôi, mẹ tôi ở Thanh Hóa vẫn chưa về. Trong đó nghe đâu mẹ tôi đi bán bóng đèn, và những phiên chợ chính còn bán cả vàng hương nữa. Tôi nói nghe đâu, vì tôi thấy người ta bắn tin rằng mẹ và em tôi xoay ra sống bằng cách đó. Một hôm, cô tôi gọi tôi đến bên, cười hỏi: "Hồng, mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mợ mày không?" Tưởng đến vẻ mặt rầu rầu và sự hiền từ của mẹ tôi, và nghĩ đến cảnh thiếu thốn một tình thương yêu ấp ủ từng phen làm tôi rớt nước mắt, tôi toan trả lời có. Nhưng nhận ra những ý nghĩ cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch của cô tôi kia, tôi cúi đầu không đáp. Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị kết tội là quá chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắc tâm tanh bẩn xâm phạm đến. Mặc dầu non một năm ròng, mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời, và gửi cho tôi lấy một đồng quà, tôi cũng đã cười đáp lại cô tôi: "Không, cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về." Cô tôi hỏi luôn, giọng vẫn ngọt: "Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu." Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chằm đến nhìn tôi. Tôi lại im lặng, cúi đầu xuống đất. Lòng tôi càng thắt lại, khóe mắt tôi đã cay cay. Cô tôi liền vỗ vai tôi, cười mà nói rằng: "Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá và sắm sửa, thăm và thăm em bé chứ." Nước mắt tôi đã ròng ròng rớt xuống hai bên mép, rồi chan hòa đầm đìa ở cằm và ở cổ. Hai tiếng "em bé" mà cô tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rõ, quả nhiên đã xoắn chặt lấy tâm can tôi như ý cô tôi muốn. Nhưng không phải vì thấy mẹ tôi chưa đoạn tang thầy tôi mà đã chữa đẻ với người khác mà tôi có những cảm giác đau đớn ấy. Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm tức sao mẹ tôi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà xa lìa anh em tôi để sinh nở một cách giấu giếm, trốn tránh như một kẻ giết người lúng túng với con dao vấy máu của nó. Tôi cười dài trong tiếng khóc, hỏi cô tôi: "Sao cô biết mợ con có con?" Cô tôi vẫn cứ tươi cười, kể các chuyện cho tôi nghe. Có một bà họ nội xa vào trong ấy cân gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ, thấy mẹ tôi ngồi cho con bú ở một bên rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vận rách rưới, mặt mày xanh bụng, người gầy rạc đi. Thấy thế, bà ta thương tình, toàn gọi hỏi xem sao, thì mẹ tôi vội quay đi, lấy nón che. Cô tôi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ, khóc không ra tiếng. Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẫu gỗ, tôi quyết vồ lấy ngay mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi. Cô tôi bỗng đổi giọng, lại vỗ vai tôi, nhìn vào mặt tôi, nghiêm nghị: "Vậy mày hỏi cô Thông, tên người đàn bà họ nội xa kia, chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về, trước sau cũng một lần xấu, chả nhẽ bán sới mãi được sao?" Tỏ sự ngậm ngùi thương xót thầy tôi, cô tôi chập chừng nói tiếp: "Mấy lại rằm tháng 8 là giỗ đầu cậu mày, mợ mày về dù sao cũng đỡ tuổi cho cậu mày, mà mày cũng phải có họ có hàng, người ta hỏi đến chứ." Nhưng đến ngày giỗ thầy tôi không viết thư gọi mẹ tôi cũng về. Mẹ tôi về một mình, đem rất nhiều quà bánh cho tôi và em quế tôi. Chiều hôm đó, tan buổi học ở trường ra, tôi chợt thoáng thấy bóng một người ngồi trên xe kéo giống giống mẹ tôi. Tôi liền đuổi theo, gọi bối rối: "Mợ ơi, mợ ơi, mợ ơi!"
Nếu người quay lại ấy là người khác thì thật là một trò cười tức bụng cho lũ bạn tôi. Chúng nó khua guốc inh ỏi và nô đùa ầm ĩ trên hè. Và cái lầm đó không những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa. Khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của một người bộ hành ngã gục giữa sa mạc. Xe chạy chậm chậm, mẹ tôi cầm nón vẫy tôi. Vài giây sau tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, chán đẫm mồ hôi. Và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi. Thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo. Con nín đi, mợ đã về với các con rồi mà. Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còn cõi sơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi nói. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngã vào cánh tay mẹ tôi. Tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt, hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn, nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người miệng, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trên trán xuống cằm và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Từ ngã tư đầu trường học về đến nhà, tôi không còn nhớ mẹ tôi đã hỏi tôi và tôi đã trả lời mẹ tôi những câu gì. Trong những phút rạo rực ấy, cái câu nói của cô tôi lại nhắc lại: mày dại quá, vào Thanh Hóa đi, tao chạy cho tiền tàu, vào bắt mợ mày may vá và sắm sửa cho, và bế em bé chứ. Nhưng bên tai ù ù của tôi, câu nói ấy bị chìm ngay đi. Tôi không mảy may nghĩ ngợi gì nữa.